bối rối trước thông tin ngành học. Ngành nghề mà em đã chọn đấy lại bị gắn mác là tiêu cực với cả vô dụng đấy thì khiến em cũng khá là có phần nào đấy hoang mang. Khi bằng đại học chưa thể quyết định việc làm. Bố mẹ cho tiền ăn học 4 năm, giờ không xin được việc, ổn định thì cũng buồn. Nhiều các bạn là vẫn học theo phong trào, theo số đông và dẫn đến khi mà ra trường thì cái bằng cấp đó đã không phục vụ cho cái việc làm mà mình ứng tuyển. Thí sinh băn khoăn trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề. Thưa quý vị, gửi hơn 800 hồ sơ tới các công ty, trong đó chỉ có 30 công ty mời đến phỏng vấn nhưng lại không vượt qua được một cuộc phỏng vấn nào cả. Đây là một câu chuyện của một cô gái trẻ tại Trung Quốc kể lại trong nước mắt do cô đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng không thể có được một công việc. Dù là tính chính xác trong câu chuyện này thì chưa ai kiểm chứng cả. Nguyên nhân dẫn đến việc cô gái này không tìm được việc là do trình độ kỹ năng hay là những lý do khác thì cũng chưa rõ. Nhưng việc có bằng đại học nhưng không tìm được việc đã trở thành nội dung chủ điểm đứng đầu xu hướng bàn luận của giới trẻ. Ngay tại Việt Nam thì không ít học sinh cuối cấp tỏ ra bối rối khi đây là thời gian cao điểm chọn trường, chọn ngành để theo học với mong muốn là có được một công việc phù hợp trong tương lai. Ngay trên các nền tảng mạng xã hội thì nội dung chia sẻ về định hướng nghề nghiệp, ngành học cũng được nhiều cá nhân khai thác. Điều đáng nói là có những đoạn video ngành học vô dụng nhất lại thu hút hàng nghìn, thậm chí là đến hàng chục nghìn lượt xem trên TikTok, càng khiến cho học sinh hoang mang trước ngưỡng cửa của nghề nghiệp. Sau đây là danh sách những bằng đại học vô dụng: quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, bằng marketing, và cái thứ tư là quản trị nhân sự. Hàng loạt video chứa định kiến cá nhân về một số ngành nghề đang được lan truyền trên nền tảng TikTok với hàng nghìn lượt thích và bình luận. Điều này khiến cho một số học sinh lớp 12 đang có ý định thi vào các ngành nghề này khá bối rối trước con đường sắp chọn. Học sinh đang ngày càng chú trọng đến các tiêu chí lựa chọn ngành nghề theo học sau trung học phổ thông, được các trường nhận định là điều thay đổi tích cực trong nhiều năm qua. Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh được tổ chức mới đây, gian hàng của trường Đại học Đại Nam luôn chật kín các thí sinh với những câu hỏi thiết thực, mong muốn được giải đáp về các ngành nghề. Chất lượng đào tạo ra sao, nhà trường có cam kết đầu ra hay không và cơ sở vật chất như thế nào, thì đó là những cái điều mà Linh nghĩ là rất là cơ bản mà học sinh cũng như là phụ huynh rất là quan tâm. Sự xuất hiện của các thầy cô trưởng khoa rồi các thầy cô bộ môn là những người rất là chuyên sâu về cái ngành học đó đến để có thể giúp các bạn hiểu hơn về cái môi trường như là ngành học sắp tới. Có thể thấy, việc theo đuổi ngành nghề đúng với năng lực, đúng nhu cầu và bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội là không dễ dàng. Nhưng chắc chắn, việc cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn ngành, cùng việc lựa chọn được môi trường đào tạo thực tế, học thực chất, làm thực chiến, sẽ tăng cơ hội thành công cho người học trong quá trình phát triển sau này.